Không, bà xã anh bà làm chả hay lắm nha. Bữa nào đi, bữa nào kêu bà chị. Không, nói chị công thức làm chả ngon lắm. Bữa nào đi, bữa nào hẹn đẻ đi chứ chị sắp đẻ rồi. À, kính chào quý vị các bạn, mình đang có mặt ở tại khu vực quận 4, đường số 45, phường 6. Và lại tiếp tục hành trình đi thăm các đối tác của tạp hóa Hẻm Sài Gòn. Trời ơi, sáng nay chưa ăn gì luôn á. Trời ơi, nướng thịt ngon quá vậy. Ủa Khanh ơi, rồi lâu lắm rồi, chắc bà con bác lâu lắm rồi không ăn cơm tấm luôn á. Rồi nhìn cái cảnh nướng thịt thì thèm quá. Ủa đâu tiệm nó nằm đâu? Ủa tiệm cơm này luôn hả? Ô cơm tấm mà của chị Cám hả? Tấm Cám vui vậy. Đây là hả? Đây là chị Cám hả? Ở trong hả? Ủa chị Cám là chị nào vậy? Chị Cám nè. Tên thiệt luôn hả? Không, mà em đặt cho. Hay á, cơm tấm chị Cám á, đặt cái tên này hay luôn á. Dễ nhớ không? Dạ, tấm Cám dễ nhớ. Thì nhiều khách hỏi sao không đặt chị Tấm mà đặt chị Cám. Ở đây thuộc chung cư Tân Vĩnh. Dạ đúng rồi anh. Dưới chung cư Tân Vĩnh, đường 45, phường 6, quận 4. Hay con đây, chú đỡ vô cho. Ôi. Rồi lâu lắm mà mới đang cơm tấm lại đó. Bên đây thì có cái mì nhỏ. Ồ, lẽ là cái nước mắm này mình ở đây mình làm luôn. À mình làm từ cái nước mắm của anh luôn hả? Cái nước mắm canh 5 lít. À nước mắm canh 5 lít này hả, pha ra từ nước mắm này đây nè bà con. Trời ơi nhìn cái. Làm sao mà chịu nổi. Để lát ăn thử rồi. Thôi có nhận ra nước mắm của mình không? Dưới bàn tay của cô Cám chắc là nước mắm mình nó sẽ không còn là nước mắm của mình nữa. Là tại vì nó ngon hơn rất nhiều. Trời ơi, quán bình thường đã đắt rồi, bữa nay tôi tới nữa chắc mố. Chắc mở thêm chi nhánh quá ha cô Cám. Đặt cái tên hay quá. Em là gì của chị? Dạ em chồng. Em chồng hả? Rồi. Vui hả? Rồi có em chồng được kia ha. Không, em là chồng của chị. Ủa em chồng hả? À! Dạ hả, số anh lận hả? Đó cái ốc canh hồi nãy là ăn cơm nhà ông ngoại. Nên bà xã không, bà xã anh bà làm chả hay lắm nha. Bữa nào đi, bữa nào kêu bà chị. Không, nói chị công thức làm chả ngon lắm. Tại vì bây giờ đâu xa đâu, trời thoải mái mà. Không, chị làm chả ngon thiệt luôn. Đầu bếp anh làm. Không, đầu bếp anh làm có lúc được lúc không. Bếp trưởng thì nó làm ra. Mà mấy đứa kia ra mấy đứa nhỏ hồi nó làm hồi nó khô queo à. Em cũng có mở chi nhánh 2 mà người dân nghiên làm cũng không được. Thấy nó sao sao. Bữa nào đi, bữa nào hẹn lẹ đi chứ chị sắp đẻ rồi. Thôi. Cho anh dĩa sườn bì chả nha. Sườn bì chả mà cái miếng nhỏ thôi. Anh ăn một miếng rất mỏng. À, cái miếng mỏng là mỏng đây nè. Nè lấy anh cái miếng mỏng này dưới nè, dưới cùng á, dưới nữa chứ. Ờ đó cái miếng đó đó, đúng rồi. Cái miếng em nuôi mới. À thôi nó có em nửa cho đây nè. Không cho anh miếng mỏng nhỏ lắm. Đó. Xí à. Thích nhất là cái sườn đây mà cái miếng nó mỏng luôn. Cái này ngon. Cái này ngon hả? Nó thôi có mỡ anh không mỡ được. Ừ đúng rồi ok chào đây rồi đúng rồi rồi
Rồi ok đẹp. Cũng phải có miếng mỡ nó mới ngon. Rồi một chả. Đó chanh bì. Nói nghiêm túc nha. Dạ bữa bữa nào anh rước sư phụ qua đây ăn, rước sư phụ qua chỉ nha. Dạ cảm ơn nhiều. Ra cái đó là cái công thức của bà ngoại làm á. Dạ, em ngoại. Có coi cái đợt trước anh ra bán. Còn ông ngoại đó. Ông ngoại là nướng thịt hơi bị đỉnh luôn. Nên bà xã anh là bà coi như thụ hưởng cái đó. Rồi đây bà chanh. Rồi ok em. Nè nó không được. Quay nước mắm có gì. Đây cho anh chén nước mắm nữa rồi. Không cần đâu trời ơi. Ở đây bán nước mắm một can rồi. Rồi nước mắm ở đây nha. Đó, rót từ từ đúng rồi, em rót mấy chén luôn cho nó đẹp. Ớt nhiều đi hả? Rồi, bao nhiêu đi. Rồi đúng rồi, cho anh ớt nữa đi. Rồi ok. Rồi lâu lắm rồi mới ăn cơm tấm, chắc bữa giờ bà con thấy khán giả cũng kêu sao lâu quá không thấy chú đi ăn cơm tấm. Nhà từ ngày cái qua. Tự nhiên biết sao á, mấy nay thì ăn bún bò không à. Rồi kính mời bà con bác cùng ăn sáng với Calamen nha. Đây quán cơm tấm chị Cám. Để ở đây để mình rưới nước tương lên, rưới nước mắm lên cho nó đều. Rồi ơi đây là nước mắm canh nè, nước mắm kho đó. Nước mắm kho 2 độ á, cái chai mà bà con hay ăn á, 23.000 một chai đó. Nước mắm kho này vừa kho cá vừa là hoặc là nước mắm chua ngọt. Ăn bún thịt nướng cũng ngon mà ăn cơm tấm cũng quá đã luôn. Ôi quên dặn ít cơm, chết rồi. Rồi. Mình gọi đây là cái món cơm trộn của Việt Nam á. Cơm trộn Hàn Quốc cũng không mình cũng nghĩ chắc cũng không ngon cơm trộn của Việt Nam rồi đâu. Đó, cái cơm trộn của Việt Nam mình nhiều màu sắc lắm, cơm tấm không có dạng như vậy. Rồi. Thử cái miếng sườn. Nướng sườn mỏng khó hơn nướng sườn dày. Bình thường mình chỉ thích ăn cơm tấm bị chả thôi, mình không có, mình thấy thịt mình hơi ngán. Mà cái miếng thịt ở đây nó mỏng nó ngon quá. Nước mắm của Phù Cám là một trong những cái món mà bắt buộc nước mắm phải ngon, đó là bún thịt nướng nè, cơm tấm nè, đó nước mắm mà fail là coi thua. Mắm này mình nghĩ có tỏi nè, có gừng nè, nó rất là vừa ăn. Đó ở đây người ta đến mua, mình lấy khách ở đây đến mua mang về rất là nhiều. Không cái chả nó cũng có cái ngon của nó. Chứ không phải hả? Là mấy luôn hả? Ừ, vậy luôn. Quá này ngon quá mà. Đúng rồi. Là ở đây có bán nước mắm của anh. Nước mắm còn. Lâu ghé thì mua nước mắm nha. Cái ớt này cũng ngon lắm nha. Thật sự luôn á. Thử không? Cái ớt này cũng ngon nữa chứ, đừng nói chuyện nước mắm. Yeah. Không cay. Hả? Không có cay. Đâu có cay. Vậy rồi. Nó cay mà nó cay ra vừa đủ đã. Lâu lắm rồi mới ăn cơm tấm lại, hôm nay ngon quá luôn. Ướp nó vừa miệng đó, nó vừa, nó có độ ngọt. Đúng cái kiểu của Sài Gòn. Cái vị nó ngọt ngọt. Rồi, thêm một dĩa. Rồi, ok, trời ơi, đã quá. Dạ thôi, có lẽ là mình đã xin kết thúc cái video này tại đây để
em muốn ăn. Trời ơi, ngon quá mà. Dạ, cơm. Dạ, cơm tấm chị Cám, một đối tác của nước mắm Colorman nha bà con. Dạ, nhưng mà hôm nay mình hên quá, sáng nay có lộc ăn, quán ăn quá ngon. Địa chỉ nằm ở 021C3 đường 45 phường 6 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. À, chi nhánh 2 là ở đường Nguyễn Đình Chính phường 15 quận Phú Nhuận luôn hả? Ủa. Thì đây. Rồi mong bà con cô bác bữa nào có dịp đi về quận 4 ghé ủng hộ nha. Dạ. Xong cái này mình đi tiếp 3 điểm tạp hóa nữa. Dạ. Chào tạm biệt bà con cô bác. Ngon quá.